Cơ sở lan rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2019, cũng là một ngày lễ cho các thanh thiếu niên của Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay thì em cũng có một chút ưu đãi đến khách hàng, rằng là sẽ bán hàng khuyến mãi giảm giá 20-30 nghìn tùy từng loại. Nói chung là gọi là cái đợt giảm giá này chỉ gọi là cái đợt hỗ trợ giảm, để hỗ trợ cái tiền ship đi cho mọi người thôi. Đấy, thì em sẽ giảm giá trực tiếp vào những cái đơn hàng những cái mặt hàng lan mà ngày hôm nay em sẽ giảm giá so với mặt bạc dung là từ 20-30 nghìn nhé các bạn nhé. Đấy, trước khi em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan thì em xin được giới thiệu cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Đó. Và cơ sở chúng em mới cập nhật thêm, tiện cho các bạn gọi điện ấy, thì em cũng mới cập nhật thêm một số điện thoại nữa, là gồm sẽ có gồm cả hai số điện thoại nhé các bạn nhé. Số vẫn thường xuyên, số mà vẫn thường xuyên sử dụng từ trước đến giờ là số 0984754102, và thêm một số nữa là 0967615815 nhé các bạn nhé. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những cái loại lan mà ngày hôm nay em có luôn. Có cả hàng nguyên bản, có đai châu, có trầm tím, có quế tím, có cả kiếm đỏ này, dáng hương tam bảo sắc, có rất là nhiều loại luôn các bạn ạ. Nhất là cái dòng đùi gà, em có cả đùi gà tròn và đùi gà dẹt, là cái mùa hoa đang rất là rộ, và cái dòng lan mà được rất là nhiều người lựa chọn để cấy ghép vào cái mùa này, rất là rộ luôn ạ. Và số lượng hàng về thì nó không được nhiều. Đấy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan và đề xuất giá chi tiết từng loại luôn. Giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp vào hai số điện thoại của shop cho chúng em. Tại vì những tin nhắn ở trong Zalo hoặc là Facebook ấy, thì chúng em sẽ không có thời gian để mà check tin nhắn Zalo nhé. Nên là các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại cho chúng em cho nó nhanh gọn. Và đây em có hai dề Vanda cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Hai dề Vanda cực kỳ là đẹp luôn. Dề Vanda này gồm có 3 cây mẹ rất là dài này. Lá là chi chít từ gốc luôn nhé các bạn nhé. Đó, lá chi chít từ gốc luôn. Và có đến tận 7-8 cây con cơ các bạn ạ. Cây con ở gốc này. Đây là những cây con 7-8 cây con này cơ. Những cây con đều cho hoa rồi các bạn ạ. Đây là mặt bông của Vanda hương chanh nhé. Cực kỳ là thơm luôn ạ. Màu thì không được sặc sỡ như những loại hạt hoa khác, nhưng mà mùi hoa của nó cực kỳ là thơm luôn ạ. Mùi hoa của nó tựa gần giống mùi mật, và mùi hoa của nó rất là đậm mùi. Chỉ cần một giỏ như này trong vườn thôi là cả vườn chúng ta là thơm sực nức mùi hương Vanda hương chanh rồi. Đấy, dề Vanda này không hề bị lỗi ấy luôn. Lá liếc còn nguyên lành luôn cho các bạn, cả ngọn cả ấy. Lá xếp luôn nhé các bạn nhé. Đấy, 3 ngọn mẹ đây. Đấy. Dề này em bán chia sẻ giá không phải là giá khuyến mãi nữa, mà là giá khá là chát, 800 nghìn cho cái dề Vanda này nhé. Đấy, tại vì dân nó, họ thực sự là những cái dề hàng đẹp như này thì khó lấy được hàng lắm các bạn ạ. Dân nó cứ hét lên trời thôi, tại vì đi cả ngày đường họ mới lấy được 1-2 dề Vanda về. Đấy, mà đi ở cả đường rừng đấy, nên là cái giá họ đòi hỏi cũng khá là cao. Nên là cái này em chia sẻ lại cho mọi người là 800 nghìn. Còn ở đây một dề nữa. Dề này thì em sẽ tặng kèm theo một dề con nhé các bạn nhé. Đấy, dề con này gồm có 3 ngọn đây. 4 ngọn mẹ con, 1 ngọn mẹ này, và 3 ngọn con nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây, cái nhân vật chính của cái phần này thì gồm có một dề khá là to nhé các bạn nhé. Dề này thì đếm đếm ngọn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn cả mẹ cả con nhé các bạn nhé. 8 ngọn cả mẹ cả con. Thì
cái phần này thì và cái dề nhỏ cái nữa thì em để chia sẻ cho mọi người là 400.000 nhé các bạn. Đó. Và ở đây em còn ít chấm giống, chấm tím hàng lào giống ở đây đấy. Chấm tím hàng lào giống này, cái phần này thì em chia sẻ cho mọi người là 250.000 thôi. Đó. 250.000. Rất đẹp luôn. Để luôn cạnh gần cái Myanmar này cho dễ phân biệt. Đấy, cái Myanmar thì bây giờ nó đang lác đác là nhũ được mầm gốc thôi các bạn ạ, và chưa có nụ. Còn cái thằng hàng Lào thì bây giờ đang nụ, nhưng mà cái này là hàng giống ấy, thì những cái nụ nó gần như là không có nụ các bạn ạ. Gần như là không có nụ, lác đác một vài nụ thôi các bạn. Đây, nụ đây. Đó. 250.000 cái phần hàng giống trầm rừng Lào này. Còn ở đây là trầm tím Myanmar nhé. Trầm tím Myanmar thì cái này cũng là hàng giống đấy nhé các bạn nhé. Hàng giống trầm tím Myanmar thì có giá là 650.000 ạ. Đó. Thì nay em giảm giá còn 600.000 thôi, 1 kg thôi này. Chỉ có độ khoảng hơn 2 kg nữa là hết hàng nhé. Đấy, trầm tím Myanmar hàng giống thôi nhé, 600.000 ạ. Còn cái loại hàng đẹp thì nó rơi cũng độ khoảng 7 đến 800.000 nữa. Nhưng mà cái này thì em bán chia sẻ mọi người là 600.000 1 kg thôi này. Và còn đây là lan đai châu. Lan đai châu thì em có hai size. Loại size to này có giá là 780.000 nhé các bạn nhé. Đấy, loại size to là 780.000, là nó sẽ 1 kg độ khoảng 3 cây nhé các bạn. 3 cây 1 kg, nó cứ đều đều như vậy ạ các bạn ạ. Nó cứ 3 cây 1 kg một. Đó là 680.000 nhé. Còn ở đây là cái loại size nhỏ. Loại size nhỏ này thì nó rơi độ khoảng 4 hoặc 5 cây 1 kg này. Thì có giá là 600.000 1 kg này. Đó. Loại cây này thì nói chung là nhìn cây nó cũng không được đẹp bằng cái loại cây 680.000 đâu nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này là đai châu Thái bóc trụ nhé các bạn nhé. Đó, đai châu Thái bóc trụ đấy. Và còn đây thì em có một phần chồn trắng rừng Lào. Phần chồn trắng rừng Lào này em để chia sẻ cho mọi người giá cực kỳ rẻ luôn, 100.000 này. Chỗ này phải trên 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì em có độ còn về được độ khoảng 2 kg. Đấy. Lác đác một vài thân vẫn còn đang nụ. Chỉ có mỗi một thân này đang nụ. Cái này là thân ý thảo ba màu lấn vào. Đấy. Cái này ý thảo ba màu lấn vào. Còn đây hạc vĩ. Có mỗi thân đấy là đang nụ thôi. Còn đâu là hết nụ rồi các bạn ạ. Lác đác ở đuôi này cũng có một vài nụ nữa. Đấy. Hạc vĩ Bắc luôn có giá là 280.000, nhưng mà nay em chỉ bán giá là 230.000 1 kg thôi. Đó. Và còn đây là kiếm đỏ đấy ạ. Cái lan kiếm đỏ, gọi là kiếm hồng hoàng đấy ạ. Cần hoa nó rất là to và đỏ rực nhé các bạn nhé. Chắc hôm nay em còn nhận được khoảng 1 kg đây này. 150.000 1 kg nhé loại này nhé các bạn. Loại này thì không giảm giá được ạ. Tại vì hàng có rất là ít và giá cũng khá là cao. Và còn đây là dáng hương tam bảo sắc, còn đúng 1 cân này thôi. 1 cân dáng hương tam bảo sắc này, cả cây to và cây nhỏ nhé các bạn. 250.000 này. Đấy. Bán nguyên 1 cân này thôi này. Không còn cân nào khác này. Cả to cả nhỏ, hai bó này là 1 cân này. Đó. Không bán lẻ ra nhé các bạn nhé. Đúng 1 cân luôn, em bán đúng 1 cân luôn. 250.000 thôi. Nếu mà giá bình thường của nó luôn có giá từ 300-400.000 cơ các bạn ạ. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Dáng hương tam bảo sắc này thì là em nhập hàng từ Quảng Trị nhé. Đấy. Còn đây là ý ngọc. Ý ngọc thì em còn một phần này đây. Phần này chắc cũng gần cân ạ. Phần này thì em để giá cho mọi người là 200.000 ạ. Ý ngọc bây giờ đang nụ rất là nhiều, cả to cả nhỏ nhé các bạn nhé. Ý ngọc rất ít hàng luôn. Thực sự là dạo thời gian này rất khan hàng ý ngọc này. 200.000 cái phần ý ngọc nhé. Còn đây là cái dáng hương miệng kín. Dáng hương miệng kín thì vừa rồi em lấy về một dân họ bóc về được chừng khoảng 30 kg. Thì cái này thì bác nào thích thì em bán chia sẻ cho mọi người là 100.000 1 kg thôi. Cái này tên đầy đủ của nó là dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Đó, về chúng ta ghép một cây ạ. Cái dòng này thì cây lên cho lá xếp rất là đẹp luôn. Đó.
và nhìn lá của nó giống như cây cáo ấy các bạn ạ. Cây này thì nó khác với cây ngô nhé các bạn nhé, không phải cây ngô đâu nhé, nó là cây miệng kín, nó khác nhé. Còn cây ngô đồng thì nó khác nhé các bạn nhé. Đó. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa nay em bán xả hàng cho mọi người 180.000 1kg thôi này. Đấy, hàng giống nhé các bạn. Đấy, bán giảm giá kịch sàn luôn rồi. Còn đây là quế tím. Quế tím thì em bán với giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, bán hạt theo kg cho các bạn 140.000 1kg thôi này. Đấy, riêng phiên hôm nay. Chứ còn qua phiên ngày mai nó lên giá là 160.000 nhá các bạn nhá. Và còn đây là những cái củ mạc diệp. Những cái củ mạc diệp này thì cũng đang là mùa hoa. Nhưng mà nay chỉ còn củ bé bé thôi này. Củ to gần như là hết rồi. Củ to thì 20.000 một củ. Nhưng mà củ bé thì 10.000 một củ thôi các bạn. Củ to thì lác đác một vài củ thôi. Em còn loại củ bé như này thôi. Loại củ bé như này thì 10.000 một củ thôi các bạn. Đấy. Đây thì cho một cái loại to được. Đấy, đẹp. To đẹp là 20.000 một củ và nhỏ là 10.000 một củ nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là kiều tím miền Trung. Kiều tím miền Trung thì hôm qua về được có ít như này thôi. Đấy. Chứ không được nhiều. Cái này thì em còn chưa cởi ra lọc hàng này. Bốc ra luôn. Thì kiều tím miền Trung thì nay em cũng bán giảm giá cho mọi người chỉ 300.000 một kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy, 300.000 một kg rồi. Hàng thì nó cũng ở dạng vừa vừa chứ không được đẹp mấy. Vì thường thì số lượng nhiều thì nó mới có nhiều hàng đẹp, chứ còn hàng mà ít ít như này thì thường thường là hàng nó vừa vừa chứ không được đẹp. Đấy, kiều tím miền Trung nhé các bạn nhé. 300.000 một kg rồi ạ. Giá rất là rẻ luôn. Chứ còn giá bình thường trên thị trường cứ tầm khoảng 350.000 một kg cơ. Đấy. Nhưng mà cái này thì hàng nó cũng vừa vừa, không gọi là đẹp lắm mà cũng không phải là hàng xấu. Nó thuộc về cái dạng trung bình rồi. Đấy. Thì em bán cũng bán với cái giá cực kỳ rẻ luôn là 300.000 thôi. Đó. Kiều tím nhá, thân rất là đều luôn ạ. Và còn đây là hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào thì 200.000 một kg, nay em giảm giá cho mọi người 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây một phần văn đa sơ xác kèm thêm một cây cẩm báo nữa này. Cây cẩm báo thì đang nụ, hai nụ thì cấy một nụ rồi, còn một nụ là lành lặn sắp tới được chơi hoa. Tặng luôn một cây cẩm báo và một đống văn đa này. Đống văn đa hương chanh này. Là 100.000 nhé các bạn nhé. 100.000 ạ. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì cái đống này là toàn là hàng giống thôi các bạn. Đùi gà tròn đây. Năm nay đùi gà tròn hoa nở không rộ nên là sang năm hoa chắc chắn sẽ nở rộ luôn. Năm nay đùi gà tròn trốn hoa rất là nhiều nhá. Đây mặt bông đùi gà tròn đây. Đó. Cái này là hàng giống. Đùi gà tròn hàng giống này em bán với giá là 170.000 một kg thôi. Bán giá chia sẻ cho mọi người. Còn loại hàng đẹp ở đây nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn loại hàng đẹp đây. Nay mà bán chia sẻ cho mọi người cái giá cực kỳ là rẻ. 200.000 một kg thôi này. 200.000 một kg đùi gà tròn loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Hàng đầy đủ thân tơ, không gập gãy. Đấy. Mà hàng đẹp ướt mát luôn. Nói chung là nhìn là thích mắt rồi. Như trong ảnh. Ảnh như nào gửi đi như thế nhé các bạn nhé. Hoa rất là tím đậm luôn này. Đấy, như khóm này là nó được cái nó rộ hoa, còn đâu đấy thì đa số là nó cũng một số cũng tàn hoa rồi và một số thì vẫn còn đang trốn hoa nhé các bạn nhé. Đấy, rất nhiều thân đang trốn hoa luôn. Như thân này đây nó nở được có hai mắt, sang năm nó sẽ nở những mắt đuôi này nhé các bạn nhé. Đấy, nó trốn hoa rất là nhiều mắt luôn. Và còn đây em có hàng dề nữa này, có ba dề đùi gà tròn, nhưng mà dề này thì hơi xấu xấu thôi. Đấy. Dề này em chia sẻ cho mọi người là 220.000 này. Là dề số 1 luôn nhá các bạn nhá. Còn đây dề số 2 đây. Đấy. Đây dề số 2 đây. Em cậy cái này em đề luôn dề số 2. Thân lá nó dài hơn tí. Thôi thì cũng nhiều thân già nên là cũng để giá là 220.000 thôi này. Còn đây dề số 3. Dề số 3 này thì đẹp mướt mát ạ. Đấy, hoa này. Đấy, mặt hoa tím đều luôn này.
tím đều mà tím đậm luôn nhá các bạn nhá, gần như là không có màu trắng nữa. Dề này 300.000 nhá các bạn nhá, dề số 3 là 300.000 này. Đó. Đấy, chi tiết là thân vàng óng luôn này. Liền dề nhá. Rất là rẻ luôn ạ. Còn đây là Long Tu Xuân. Long Tu Xuân loại hàng đẹp, phiên hôm nay em bán giảm giá cho mọi người còn là 260.000 1 kg thôi này. Giá bình thường của nó luôn là 280.000 cơ. Đấy. Long Tu Xuân thì cũng mới hết mùa hoa nhé các bạn nhá. Đấy, hàng đẹp thì thân dài mướt mát như này đây mà chỉ có giá là 260.000 này. Rất là ít hàng luôn. Và gần như là rất là nhiều cơ sở bán nhưng mà lại không có hàng để bán cơ các bạn. Còn đây là lại hàng giống nhé các bạn nhé. Hàng giống thì nó ngắn độ khoảng 20 phân trở xuống thôi. Thì nay em bán giảm giá mọi người là 200.000 1 kg thôi này. Đấy, loại hàng này cho vào vườn ghép. Bây giờ cây thì lên mầm gốc chi chít như này để bắt. Đấy, mầm gốc đây. Đó. Và còn đây là Điện Biên Đông nhá. Điện Biên Đông còn có được vài kg nữa thôi này. Điện Biên Đông nay em bán giảm giá còn 180.000 1 kg này. Đấy. 180.000 1 kg Điện Biên Đông thôi. Cực kia rẻ thôi. Đấy, giá bình thường của nó trên 200.000, 220, 240.000 cơ. Đó. Và còn đây là Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân loại này thì em bán chia sẻ với mọi người là 100.000 1 kg rồi này. Chưa bao giờ có giá Kim Điệp Xuân hàng giống mà 100.000 1 kg nhé các bạn nhé. Cây thì nó xuống lá nên là rất là lợi kg luôn. Đó. Mà chỉ có giá 100.000 thôi này. Và còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc hôm nay cũng bán giảm giá cho mọi người là còn 140.000 1 kg thôi. Lan chuối ngọc nhé các bạn nhé. Bán xả hàng cho mọi người này. Chỗ này chắc còn độ khoảng 7 kg. Không biết là đủ hàng cho ngày hôm nay không đây. Đó, số lượng hàng của mấy ngày vừa rồi chúng em là vào tầm khoảng trên 1 tấn đến 2 tấn lan. Nhưng mà nay chỉ còn vàn vẹn độ khoảng 3-4 tạ gì đấy thôi. Đó. Mỗi ngày xuất đi độ khoảng 5 tạ lan. Thực sự là chúng em làm vất vả và thấy kinh khủng. Và nay em cũng bán xả hàng để sắp tới em sẽ nhập lô hàng mới nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc loại hàng cây giống này. Cây rất là nhẹ luôn. Nói chung là mùa này chúng ta ghép lên sang năm chơi hoa là rất là đẹp. Tại vì dòng hoàng phi hạc cực kỳ là dễ thuần và rất là dễ nuôi. Kể cả thân nó gầy gầy héo hon nhưng mà về chúng ta nuôi được tốt. Thân của nó nhìn lên nhìn đẹp lắm. Còn đây là hoàng phi hạc loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Đây thì hàng giống rồi. Còn đây hoàng phi hạc loại hàng đẹp đây. Thì có giá là 200.000 1 kg. Nay bán giảm giá cho mọi người là 180.000 1 kg này. Còn cái hoàng phi hạc loại hàng cây giống này thì 140.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Loại hàng cây giống thì chỉ có giá là 140.000 1 kg thôi. Các bạn mua 1 kg được cực kỳ là nhiều. Tại vì cây của nó bây giờ rất là nhẹ. Và còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp một mặt hàng này nay chỉ còn độ khoảng 3 kg. Loại cây này cũng rất là nhẹ này. Đấy. Hoàng lạp thì có giá là 140-160 thôi. Nhưng mà nay bán giảm giá cho mọi người còn 120.000 1 kg thôi này. Còn ở dưới này em còn có lan sơn thủy tiên nữa. Đấy. Sơn thủy tiên thì luôn có giá là 200.000 1 kg. Nhưng nay em bán giảm giá cho mọi người là còn 160.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đấy, loại hàng nó cũng vừa vừa chứ không phải là hàng đẹp nữa. Chứ cái hàng đẹp thì 200.000 1 kg cơ. Cái này thì không phải là hàng xấu mà cũng không phải là hàng đẹp. Đấy, nó thuộc về hàng chung chung thôi. Đấy, hàng chỉnh trạng như nào thì em báo cáo các bác là như thế nhá. Đó. Và ở đây em có lan kim thoa này. Lan kim thoa có cả hàng dề hàng rời nhá các bạn nhá. Lan kim thoa chuẩn bị vào mùa hoa rồi nhá. Các bác thích lấy dề to này. Cân cho bác lấy dề to. Đấy, các bạn thích dề to thì để cho các bạn cái dề to. Đang chuẩn bị vào mùa hoa rồi nhá, lan kim thoa nhá. Là lan kim thoa. Chỉ có giá là 100.000 1 kg thôi. Các bạn ạ, rất là rẻ. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu rừng Bắc nhá các bạn nhá. Ngọc thạch ba màu rừng Bắc thì bây giờ chưa đến mùa hoa đâu. Và cây vẫn chưa sưng nụ. Mà cũng sắp đến mùa hoa ở cây nhé các bạn nhé. Chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng bị hỏng những mắt nụ để chúng ta không được chơi hoa nắp
trong trong cái mùa tới đây. Và bây giờ cây đang lên mầm gốc rất là nhiều rồi các bạn ạ. Đó. Đấy, ngọc thạch này thì luôn có giá là 200.000 một kg, nhưng nay bán giảm giá cho mọi người là 170.000 một kg thôi này. Đó. 170.000 một kg. Còn cái loại hàng giống này em bán giảm giá cho mọi người là 150.000 một kg này. Đó, loại hàng giống thì cây nó chỉ gọi là ngắn hơn thôi, chứ cây nó cũng mập mạp, khỏe mạnh nhé các bạn nhé. Đấy. Còn ở đây là ngọc thạch ba màu rừng Lào. Cái như cái ngọc thạch Bắc ấy thì nó sẽ có lẫn lộn cả hai màu, nhưng mà về cái ngọc thạch ba màu rừng Lào này á thì nó sẽ chuẩn chỉ là ba màu cho các bạn. Tức là bông hoa của nó sẽ đúng ba màu cho các bạn. Như ở đây lác đác một vài thân thì vẫn còn đang nụ, nhưng mà một vài thân thì nó đã tàn hết hoa rồi các bạn ạ. Đây, như cái này đây, nó nở trong thùng mà nó đầy đủ màu luôn. Đấy, màu nó hơi nhạt đi thôi, nó đầy đủ là màu trắng, màu tím và màu vàng nhé các bạn nhé. Đấy, ngọc thạch ba màu rừng Lào thì có giá là 160.000 một kg thôi các bạn ạ. Đấy, nay em bán giảm giá cho mọi người 160.000 một kg. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng loại hàng này cây xấu xấu thì bán chia sẻ mọi người là 140.000 một kg thôi này. Đấy. Hàng nói chung là không có hàng đẹp rồi. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang là mùa nụ, nhưng mà như chỗ này đây thì em tìm không thấy có nụ nữa rồi. Đấy. Chắc là nó chưa lên, hoặc là nụ nó đã bị gãy hết. Đấy. Chắc là nụ chưa lên. Đây là thân tơ này, chưa có hiện tượng về nụ luôn này. Đó. Đây thân tơ đây, chưa hiện tượng về nụ này. Còn đây là lông trắng. Lông trắng em bán hàng giống này cho mọi người. Bây giờ cây đang lên mầm chi chít luôn các bạn ạ. Với giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. 300.000 một kg thôi ạ. Đó. 300.000 một kg hoàng thảo lông trắng. Và còn đây, mặt hàng này cũng rất là hot này, là đùi gà dẹt. Em có mấy dề đùi gà dẹt. Mấy dề này em tính cân lên là tính giá là 300.000 một kg thôi. Cái này không phải hàng dề đâu, cái này hàng dề. Đấy, dề nó phải to cỡ này trở lên. Đó. Có mấy dề thôi các bạn ạ. 200.000 một kg nhé, loại hàng dề như này. Còn đây loại hàng nó dề từ dề nhỏ cỡ như này trở xuống thì nay em bán giảm giá cho mọi người là 160.000 một kg thôi, loại hàng đẹp. Nhớ các bạn nhé, loại hàng đẹp này. Đấy, như dề này đây còn cả rêu này. Rất là khỏe luôn này. Đấy, loại hàng đẹp đây. Cây bây giờ thì mới tàn hoa nhé các bạn nhé. Đùi gà dẹt thì mới tàn hết hoa, nên là cũng đồng thời là xuống lá nhé các bạn nhé. Để lên những mầm cây con mới nhé. Cây thì bây giờ chưa lên mầm cây con đâu các bạn ạ. Đấy. Có những thân vàng úa này thì chúng em sẽ cắt bỏ đi lúc trước khi gửi lan đi cho các bạn nhé. Đó. Tại vì nó những đấy là đấy, những cái thân già nó vàng úa nó chết rồi. Còn những cái thân nào mà còn tươi á, chúng ta không nên cắt đi đâu nhé. Tại vì nó là cái nguồn dinh dưỡng để nuôi những cái mầm cây con nhé các bạn. Đấy, đùi gà dẹt đấy ạ. Lại hàng đẹp thì nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy. Còn ở bên này đây thì loại hàng nó xấu xấu thì em bán cái giá chia sẻ cho mọi người là 140.000 một kg thôi này. Đấy, đùi gà dẹt nhá. Loại hàng cây giống 140.000 một kg. Còn đây lan thập hoa. Thập hoa thì nay em bán giảm giá kịch sàn cho mọi người luôn, 120.000 một kg thôi ạ. Lan thập hoa nhá. Thập hoa cũng đang chuẩn bị cho mùa nụ nhé các bạn. Đó. Và ở trên này đây thì em có lan hoàng thảo xoắn. Đó, hoàng thảo xoắn đây, toàn hàng dề thôi các bạn. Hoàng thảo xoắn toàn hàng dề thôi. Giá bình thường của nó luôn ở mức là 250.000 một kg, nhưng nay em bán giảm giá cho mọi người là 230.000 một kg thôi ạ. Đấy. Giảm trực tiếp vào đấy, vào từng mặt hàng luôn. Đây là mặt bông hoàng thảo xoắn đây, bông rất là to. Đấy, cánh hồng họng tím nhá các bạn nhá. Đấy, bông nó khá là nhăn nheo. Còn ở bên này đi thì cái loại hàng nó nhìn cây lá nó không được mướt mát thì hàng nó gọi là cái hàng giống đi. Thì có giá là 200.000 một kg đây này. Đấy. Em bán giảm giá kịch sàn cho mọi người ngày hôm nay nhá. Còn ở đây là long tu đá hoa trắng. Long tu đá hoa trắng thì em còn độ khoảng 5 kg ở đây. Đấy. Một loại này thì cũng như là năm nay mới có hàng về để chúng ta trồng này. Đấy. Long tu đá hoa trắng.
Nay em bán giảm giá cho mọi người là 160.000 1 kg nhé các bạn nhé. Long tua đá hoa trắng ạ. 160.000 1 kg ạ. Đó. Còn đây là long tua đá hoa tím. Long tua đá hoa tím này thì bây giờ cũng hết cái hàng đẹp thì còn ít ít thôi đây. Chủ yếu là hàng giống này. Đấy, thì em bán lẫn lộn luôn với nhau là cũng là 160.000 1 kg luôn này. Đấy. Cả hàng giống và hàng ấy nhá. Đây, như cái này đang lên mầm nhá. Đấy, bông của long tua đá hoa tím đây. Thì sẽ là cánh tím họng vàng nhé các bạn nhé. Cánh tím họng vàng ạ. Cái này thì nó nở lúc vận chuyển về nên là bông của nó không được đậm màu đâu. Còn cái long tua đá hoa trắng ấy, thì cánh trắng họng vàng các bạn ạ. Chứ nó không được cánh tím nhé các bạn. Đấy. Đó vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để cập nhật chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp với hai số điện thoại của shop nhé. Em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai nhé. Em xin chào ạ.